Xin kính chào quý anh chị và các bạn đến với dự báo gió hơi của chúng tôi ngày 19 tháng 11 năm 2019. Và trong ngày 19 tháng 11 thì giá heo hơi trên phạm vi cả nước có những diễn biến trái chiều đối với thị trường miền Bắc và miền Nam. Đối với thị trường miền Bắc thì trong mấy ngày qua giá heo hơi tăng liên tục, có những giai đoạn tăng đến 3-4 nghìn đồng trên 1 kg. Và trong ngày hôm nay thì giá heo hơi ở thị trường miền Bắc đã có dấu hiệu chững lại. Tuy nhiên đối với thị trường miền Bắc thì vẫn đạt mức giá rất là cao, có những địa phương đạt đến 78-79 nghìn đồng trên kg. Trái ngược với xu hướng chứng lại của thị trường miền Bắc thì trong ngày 19 tháng 11 theo thông tin từ các đầu mối thì ở khu vực Tây Nguyên và đặc biệt là khu vực Nam Bộ thì có xu hướng tăng. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên như là tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Gia Lai thì có xu hướng tăng dao động từ 1-2 nghìn đồng trên kg. Còn đối với thị trường miền Nam thì nhiều tỉnh có xu hướng tăng, cụ thể như là ở thành phố Hồ Chí Minh tăng 1-2 nghìn đồng trên kg, ở Sóc Trăng, ở Bạc Liêu, ở Hậu Giang, ở Tiền Giang đều có xu hướng tăng. Và sau đây mình xin cập nhật chi tiết giá heo hơi trong ngày 19 tháng 11 đến quý anh chị và các bạn như sau. Thứ nhất đó là đối với thị trường miền Bắc. Trong ngày 19 tháng 11 thì thị trường miền Bắc đang có dấu hiệu chứng lại, tuy nhiên vẫn giữ mức giá cao. Cụ thể như Hà Nội vẫn đang giữ mức giá đó là 75-77 nghìn đồng trên kg. Và trong 2 ngày gần đây thì các huyện ngoại thành Hà Nội hầu như ít có sự thay đổi và vẫn giữ mức giá này. Tỉnh Vĩnh Phúc đang giữ mức giá 76-78 nghìn đồng trên kg. Bắc Ninh 76-78 nghìn đồng trên kg. Tỉnh Hưng Yên có mức giá cao hơn một chút so với là ngày hôm qua và tỉnh này đang giữ mức giá 77-78 nghìn đồng trên kg. Hải Dương cũng giữ mức giá 76-78 nghìn đồng trên kg. Một số tỉnh còn lại ở khu vực đồng bằng sông Hồng như Hải Phòng có mức giá ổn định trong mấy ngày gần đây và dao động 75-76 nghìn đồng trên kg. Tỉnh có mức giá rất là cao ở khu vực miền Bắc cũng như là cả nước đó là tỉnh Thái Bình. Hiện nay tỉnh này đang dao động mức giá 78-79 nghìn đồng trên kg. Hà Nam cũng đang dao động 74-76 nghìn đồng trên kg. Trong khi đó tỉnh Nam Định thì có mức giá ngang với tỉnh Thái Bình. Và hiện nay Nam Định, một số huyện như Ý Yên của tỉnh Nam Định thì các thương lái đang thu mua với mức giá 78-79 nghìn đồng trên kg và chưa chạm được mốc 80 các bạn ạ. Tỉnh Ninh Bình hiện nay đang dao động mức giá 75-77 nghìn đồng trên kg. Trên giá heo thì các bạn có thể theo dõi ở trên hình ảnh trên màn hình để nhìn một cách trực quan hơn. Đối với các tỉnh ở khu vực Tây Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình thì cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Và hiện nay giá heo hơi ở các tỉnh này đang dao động mức giá đó là 72-76 nghìn đồng trên kg. Cụ thể như Sơn La đang dao động 74-76 nghìn đồng trên kg. Lai Châu 72-75 nghìn đồng trên kg. Tỉnh Điện Biên dao động 72-74 nghìn đồng trên kg. Trong khi đó thì tỉnh Hòa Bình có mức giá cao hơn ở cái mặt bằng này. Và hiện nay tỉnh này đang dao động 73-75 nghìn đồng trên kg. Đối với các tỉnh ở khu vực Đông Bắc Bộ, ghi nhận có Thái Nguyên hiện nay dao động mức giá 76-77 nghìn đồng trên kg. Các tỉnh ở khu vực Đông Bắc Bộ này cũng không có sự thay đổi về giá so với ngày 18 tháng 11 các bạn nhé. Vẫn giữ mức giá như vậy. Tỉnh Phú Thọ dao động 76-78 nghìn đồng trên kg. Lào Cai 75-77 nghìn đồng trên kg. Tỉnh Yên Bái dao động mức giá 73-74 nghìn đồng trên kg. Hà Giang dao động mức giá 72-74 nghìn đồng trên kg. Một số tỉnh còn lại ở khu vực Đông Bắc như Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Giang cũng không có sự thay đổi về giá so với ngày hôm qua. Cụ thể đó là Cao Bằng đang dao động 73-74 nghìn đồng trên kg. Đây là mức giá được đánh giá khá là thấp so với cái mặt bằng ở khu vực miền Bắc hiện nay. Tỉnh Bắc Cạn có mức giá cao hơn, hiện nay đang dao động mức giá 75-77 nghìn đồng trên kg. Tuyên Quang dao động mức giá 73-74 nghìn đồng trên kg. Quảng Ninh dao động 73-75 nghìn đồng trên kg. Tỉnh Lạng Sơn có mức giá khá là cao, dao động mức giá 76-78 nghìn đồng trên kg. Bởi Lạng Sơn thì có một số cửa khẩu như Tân Thanh, Hữu Nghị thì giáp với Trung Quốc cho nên là
mà heo ở Trung Quốc thì trong mấy ngày gần đây, mấy tuần gần đây thì rất là đắt, cho nên người ta có thể xuất khẩu sang Trung Quốc rất là dễ dàng ở tỉnh Lạng Sơn này. Tỉnh Bắc Giang giao động mức giá 75 đến 76 nghìn đồng trên kg, đấy là đối với các tỉnh ở khu vực Đông Bắc Bộ. Tiếp theo đó là đối với các tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ, cũng hầu như không có sự thay đổi so với giá heo những ngày trước đó. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn giữ mức giá rất là cao và giao động mức giá 74 đến 76 nghìn đồng trên kg ở 3 tỉnh này. Tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị giao động mức giá 66 đến 68 nghìn đồng trên kg. Thừa Thiên Huế giao động mức giá 65 đến 67 nghìn đồng trên kg và cũng không có sự thay đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Đối với các tỉnh ở khu vực Nam Trung Bộ thì ghi nhận có tỉnh Khánh Hòa thì có xu hướng tăng nhẹ. Khánh Hòa thì tăng 1.000 trên kg và hiện nay tỉnh này đang giao động mức giá đó là 59 đến 61.000 đồng trên kg. Còn các tỉnh khác thì hầu như không có sự thay đổi. Cụ thể như Quảng Nam và Quảng Ngãi vẫn đang giao động mức giá 65 đến 68.000 đồng trên kg. Tỉnh Bình Định 64 đến 66.000 đồng trên kg. Phú Yên có mức giá rất thấp. Hiện nay đang giao động mức giá đó là 58 đến 61.000 đồng trên kg. Khánh Hòa giao động 59 đến 62.000 đồng trên kg. Tỉnh Ninh Thuận giao động mức giá 60 đến 62.000 đồng trên kg. Trong khi đó thì Bình Thuận giao động mức giá 61 đến 63.000 đồng trên kg. Đó là đối với các tỉnh ở khu vực Nam Trung Bộ. Chỉ có Khánh Hòa là có xu hướng tăng thôi. Đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên thì trong ngày 19 tháng 11 thì giá heo hơi tiếp tục tăng giá. Đặc biệt là các tỉnh như là Gia Lai, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Kon Tum. Gia Lai, Lâm Đồng và Kon Tum. Đối với các tỉnh này thì đang giao động, mức tăng giao động từ 1 đến 2.000 đồng trên kg. Và giá heo hơi ở khu vực Tây Nguyên hiện nay đang giao động mức giá là 64 đến 72.000 đồng trên kg. Cụ thể các tỉnh ở khu vực này như sau. Gia Lai giao động mức giá 67 đến 69.000 đồng trên kg và có tăng 2.000 đồng trên kg so với ngày hôm qua. Tỉnh Kon Tum giao động mức giá 68 đến 70.000 đồng trên kg. Đắk Lắk hiện nay các thương lái vẫn đang thu mua mức giá phổ biến đó là 65 đến 66.000 đồng trên kg và đây là mức giá khá là thấp ở khu vực này. Tỉnh Đắk Nông cũng có mức giá khá là thấp các bạn nhé. Hiện nay Đắk Nông đang giao động mức giá 64 đến 65.000 đồng trên kg. Tỉnh Lâm Đồng có mức giá cao nhất đó là 70 đến 72.000 đồng trên kg. Và theo dự báo thì đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong những ngày tới sẽ tiếp tục tăng giá bởi heo ở các hầu hết ở các tỉnh khu vực này đều đã khan hiếm rồi. Đối với các xe tải nhập từ các trang trại chủ yếu là lấy từ các tỉnh ở khu vực Nam Trung Bộ như là Phú Yên, Bình Định trở lên thôi đối với các tỉnh ở khu vực này. Còn giá heo ở trong dân thì rất là khan hiếm. Ở khu vực Đông Nam Bộ thì ghi nhận có thành phố Hồ Chí Minh có tăng 1.000 trên kg, còn các tỉnh khác hầu như là không có sự thay đổi. Cụ thể như Đồng Nai mức giá khá là cao đối với tỉnh này. Và hiện nay Đồng Nai đang giao động mức giá đó là 73 đến 75.000 đồng trên kg. Đối với thành phố Hồ Chí Minh thì có tăng 1.000 trên kg và hiện nay giao động mức giá 69 đến 70.000 đồng trên kg. Bình Dương cũng có mức giá cao, hiện nay giao động mức giá 71 đến 72.000 đồng trên kg. Tây Ninh và Bình Phước thì có mức giá thấp nhất ở khu vực này. Hiện nay hai tỉnh này đang giao động mức giá đó là 65 đến 67.000 đồng trên kg, trong khi đó Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã chạm mốc 70.000 đồng trên kg rồi. Và đối với Bà Rịa Vũng Tàu thì đang giao động mức giá 68 đến 70, đối với heo đẹp thì có thể bán được 70, thậm chí có thể bán được 71.000 đồng trên kg. Tuy nhiên là cái mức giá này rất là hiếm đối với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và cuối cùng thì đối với các tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận có sự tăng giá ở nhiều tỉnh, đặc biệt là tỉnh Bạc Liêu. Tỉnh Bạc Liêu tăng đến 2.000 đồng trên kg cơ, còn các tỉnh khác chỉ nhích nhẹ thôi, chỉ giao động 1.000 trên kg và thậm chí một số tỉnh vẫn giữ mức giá ổn định như ngày hôm qua. Cụ thể mình xin cập nhật đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nam Bộ như sau. Long An vẫn đang giao động mức giá 77 đến 78.000 đồng trên kg. Cần Thơ giao động mức giá 68 đến 71.000 đồng trên kg.
Vĩnh Long dao động mức giá 68 đến 71.000 đồng trên kg. Hai tỉnh Kiên Giang và An Giang hiện nay đang dao động mức giá 66 đến 68.000 đồng trên kg. Trong khi đó thì Bạc Liêu tăng 2.000 đồng trên kg so với ngày hôm qua, và hiện nay tỉnh này dao động mức giá 68 đến 70.000 đồng trên kg. Một số tỉnh khác cũng có mức giá cao, ví dụ Trà Vinh, Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang thì đều trên 70.000 đồng trên kg cả rồi. Cụ thể như Cà Mau mức giá thấp nhất 63 đến 65.000 đồng trên kg. Đồng Tháp dao động mức giá 60 đến 68.000 đồng trên kg. Tỉnh Sóc Trăng 65 đến 67.000 đồng trên kg. Tỉnh Trà Vinh, Tiền Giang, Hậu Giang và Bến Tre hiện nay đang dao động mức giá phổ biến là 72 đến 74.000 đồng trên kg. Thì các bạn có thể theo dõi ở trên màn hình hình ảnh cập nhật về giá heo trong ngày 19 tháng 11 năm 2019. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến gửi đến quý anh chị và các bạn giá heo hàng ngày trên tất cả các tỉnh trên phạm vi cả nước. Nếu quý anh chị thấy rằng video này có ích cho bản thân mình thì hãy like và comment ở phía dưới, đặc biệt là những huyện nào mà có cái giá nó khác so với giá mình cập nhật ấy, thì các bạn có thể comment ở phía dưới để cho tất cả các hộ nông dân cũng như là các anh chị khác tham khảo. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video sớm nhất về giá heo hơi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.